Thưa quý vị, như vậy chúng ta quay trở lại với những kỳ đập tiếp theo của giải bóng đá cúp hạng nhất Phong Nguyên mùa thứ tư năm 2022 trên sân bóng Bình Minh. Và lượt trận đầu tiên sẽ là một cặp đối đầu đầy duyên nợ giữa đội bóng Thóc và công thủ Osaka. Và như vậy, trọng tài đã cất lên hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa đội bóng Thóc và công thủ Osaka đã chính thức đã bắt đầu. Một hàng phòng ngự được bài binh bố trận bởi 3 người bên phía các cầu thủ áo xanh. Và tiếp tục ở thời điểm này là một cơ hội dành cho đội bóng Osaka, không vào. Được chuyền dài của Tung Con. Thành Chiến, không vào. Đó là tình huống dứt điểm mang tới sự bất ngờ chính xác nhất tới từ đội bóng Osaka. Nhưng đó là tình huống nguy hiểm. Suýt chút nữa thì đội bóng Thóc đã phải nhận về một đòn đánh của đối phương. Cơ hội không được. Và ngay lập tức thì Tùng Con đã có một tình huống can thiệp nhanh. Và đá phạt góc nhanh, cơ vào. Đường chuyền tốt. Bóng một đáy biên dành cho đội bóng Thóc. Quá mạnh. Ngay lập tức để bất bóng Sơn Quái. 2-2, Sơn Quái. Cơ hội. Hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Nhưng nếu như theo góc quan sát của tôi, đó là một tình huống tắc bóng với tình huống chính xác và độ chính xác lên tới 100%. Người đứng trước bóng trong pha bóng này đang là Tùng Con, dứt điểm, không vào. Có lẽ là pha bóng đáng chú ý cuối cùng trong hiệp đấu thứ nhất. Tuyến này, không vào. Mất bóng nguy hiểm, Thành Hiếu. Thành Hiếu, không vào. 3 phút bù giờ đã trôi qua. Chè bóng vào, thôi không được. Chưa có một bàn thắng nào được ghi ở trên sân thi đấu số 2 trong cặp đấu giữa đội bóng Thóc và Osaka. Chúng ta sẽ đến luôn với hiệp đấu thứ hai trong trận đấu này. Tình huống chơi bóng chưa tốt của thủ thành bên phía đội bóng FC Osaka. Phục Gà, Tùng Con. Và dứt điểm ở tầm thấp của Tùng Con vẫn câu vào. Rất khó khăn. Tình huống lấy bóng tốt của Tùng Con, 3-1. Có quá nhiều những sự lựa chọn ở trong bóng này, không vào. Chưa cung cấp đủ những nhân sự để có thể tạo ra những đòn đánh nguy hiểm. Thành Hiếu. Thành Hiếu. Không vào. Ngọc Chiến. Không vào. Phải đảm bảo an toàn của thủ thành bên phía Osaka. Tùng Con không phải. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội bóng đỏ. Và tắc bóng tốt. Tuyến này, không vào. Phục Gà và Tùng Con. Tùng Con, không vào. Một quần bài chiến thuật. Và Thành Phong hiệp đấu thứ hai đang tạo ra những điều mới mẻ. Nguy hiểm. Hai cú đấm bóng liên tiếp. Cắt mặt. Cơ hội, không vào. Dứt điểm tiếp, vẫn không vào. Hai tình huống double saver của thủ thành bên phía đội bóng Osaka. Bàn thắng đã đến rất gần sau những tình huống dứt điểm của đội bóng FC Thóc. Đang là điểm 10 dành cho tình huống cứu thua. Hai tình huống cứu thua đến liên tiếp của thủ thành bên phía Osaka. Cự ly đến với khung thành của đối phương đã rất gần. Nhưng số 20 của đội bóng FC Thóc vẫn chưa có thể thành công. Còn đây là tình huống tranh chấp trên không trước đó của thủ thành bên phía đội bóng Osaka. Dù có một vài những quãng thời gian thi đấu lập bập và mất tập trung, nhưng tính lý thời điểm hiện tại, hai thủ thành của cả hai đội vẫn đang cho thấy được sự an toàn. Một sự an toàn cần thiết của một người thủ môn. Và tiếp tục lại là tình huống phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho đội bóng Osaka. Đưa bóng vào tầm thấp. Ôi, không vào. Đưa bóng vào. Làm được đấy đâu, không vào. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp đá phạt tương đối hay của đội bóng FC Thóc. Cú đánh đầu cuối cùng vẫn đang là hơi nhẹ.
Bóng được đưa xuống đáy biển, đánh đâu. Tỷ số được mở dành cho đội bóng FC Thân. Rất bất ngờ. Niềm vui đã đến ở những phút thi đấu cuối cùng dành cho đội bóng áo xanh. Ozawa đã rất cố gắng để có thể cầm cự đến những phút thi đấu cuối cùng. Và chúng ta đã nói về sự tập trung, nói về được sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Thì chỉ trong một tình huống đá phạt cố định theo bài, nó giống như là những gì đã diễn ra ở trong sách giáo khoa vậy. Nhưng có lẽ Đắc Phúc vào thời điểm này cần phải kiềm chế lại để có thể tiếp tục thi đấu. Nguy hiểm, không được. Pha xử lý tốt, không được. Tương đối thú vị khi mà ở trên lối sóng live stream của TH Media live stream, có một cổ động viên đã dự đoán là 1-0 nghiêng về đội bóng FC Thóc. Và đúng như vậy, kết quả đúng với cổ động viên đó đã dự đoán. Trận đấu khép lại với tỷ số tạm thời, xin lỗi quý vị, tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-0 nghiêng về đội bóng FC Thóc, với pha đá bàn duy nhất là của Ba Lúa. Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong một vài phút trước khi đến với lượt trận thứ hai ở trong vòng thi đấu thứ hai ở giải bóng đá hạng nhất Cúp Phong Nguyên